Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp theo với tiết điệu. Ở phần 2 ngày hôm nay, chúng ta sẽ chơi với âm hình là những nốt móc đơn cho phần đệm. Cũng ở trên 3 bài là bài Chân Tình, bài Hello và bài Chưa Quên Người Yêu Cũ nha các bạn. Các bạn thấy đó, tức là khi mà mình đàn hết một cái đoạn âm hình nó móc đơn rồi thì mình lại chơi cái phần nhạc dạo của nó bằng âm hình của nốt đen, tức là giống như cái phần đầu tiên hồi hôm trước mình đã chơi. Ok, tới lượt bài Chưa Quên Người Yêu Cũ. Cái đoạn này lặp lại là sẽ thay đổi một âm hình khác nữa. Để thay đổi âm hình khác nữa thì kỳ sau chúng ta sẽ làm luôn một lượt 3 bài nha các bạn. Ok, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Các bạn nhớ follow để nhận được thông tin mới nhất nha.